Từ chiều hôm qua ngày 8 tháng 8, mưa tiếp tục đổ xuống đảo Phú Quốc. Nước từ phía rừng theo các con suối vẫn ồ ạt chảy về các khu dân cư ở xã Dương Tơ, Cửa Dương và thị trấn Dương Đông. Dòng chảy rất mạnh khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Để di chuyển, có người còn dùng cả xuồng bơi trên đường. Một số ngôi nhà cao hơn mặt đường khoảng 1 mét cũng bị nước tràn vào khiến tài sản hư hỏng nặng. Ngập là có những nhà phía dưới ngập là nửa cái nhà luôn. Đồ đạc, tủ lạnh, là máy giặt, quần áo, tủ chén rồi là trôi ra ngoài kinh gạch hết. Trước đó, đợt mưa lớn từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8, đảo Phú Quốc cũng bị ngập sâu. Nay lại có mưa lớn nên tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Thống kê của ngành chức năng, có 34 km đường ở Phú Quốc bị ngập từ 0,6 đến 1,5 mét. Hậu quả là 3.874 căn nhà bị ngập với tổng thiệt hại ước tính hơn 68 tỷ đồng. Nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn cần được hỗ trợ khẩn cấp. Nhà nước hỗ trợ như gạo rồi cho dân rồi ăn thôi, phục lại sau này thì đó từ từ thôi chứ giờ đang ngập gì đâu biết khắc phục nó sao đâu. Theo người dân, đây là đợt ngập lịch sử ở Phú Quốc. Những ngày qua, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu lực lượng công an, bộ đội, biên phòng di dời người dân đến nơi an toàn. Thống kê sơ bộ có khoảng 600 hộ dân đang cần nhu yếu phẩm như mì gói, gạo.